đá rất nặng của Lương Văn Đến. Trận đấu của võ sĩ Lương Văn Đến của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Lương Văn Đến là võ sĩ ở đây màu xanh. Một cú đá rất chắc chắn của võ sĩ đến từ Việt Nam. Võ sĩ của chúng ta chỉ là đá cho đối phương phải ngã xuống sàn. Đối thủ của Lương Văn Đến là võ sĩ đến từ Kazakhstan. Lương Văn Đến nhận thấy đối phương trung sức và bây giờ là sự dỗ của Lương Văn Đến. Cú đá rất nặng của Lương Văn Đến. Phần ống đồng của Lương Văn Đến đã bị trạch giáp ra khỏi và ban huấn luyện cần phải điều chỉnh lại cho võ sĩ của Việt Nam. Hiện nay thì võ sĩ của chúng ta đang thua võ sĩ Kazakhstan với tỷ số là 3-0. Những cú đá rất nặng của võ sĩ Việt Nam. Lại một lần nữa thì giáp đã khu trạch của Văn Đến. Cú đá rất chất lượng của Văn Đến, tên cú đá chất lượng của Văn Đến. Nhưng cú đá đòn có sức sát thương rất mạnh. Đối phương của ba Uzbekistan cũng đang có những cú đá đấm rất nặng về phía Văn Đến. Những tình huống tả xung hữu đột đang diễn ra ở đâu. Và hiện trận đấu đã khép lại. Văn Đến đã bị trừ 1 điểm vì lỗi bắt chân đối phương. Đây sẽ là một bất lợi không hề nhỏ dành cho đại diện của Việt Nam. Chúng ta quay trở lại Việt. Vậy
Chúng ta sẽ quay trở lại hiệp hai của Văn Đến đối đầu với võ sĩ đến từ Kazakhstan. Văn Đến là võ sĩ màu xanh và đối thủ màu đỏ. Những cú phang ống rất nặng của Văn Đến. Cú đá đầu của đối thủ. Một cú phang ống chất lượng của Văn Đến khiến đối thủ phải gục ngã. Lại một lần nữa bị nhát rồi. Đối phương của Văn Đến cũng đang rất đau đớn. Có lẽ cú đá vừa rồi đã trúng vào hạ bộ của võ sĩ từ Kazakhstan. Gẹp rất lớn đến thủ Kazakhstan. Cái võ sĩ đang cống hiến một trận đấu rất hay. Một cú phản ứng rất chất lượng của Văn Đến. Kèo đánh rất khó chịu của võ sĩ Kazakhstan nhưng Văn Đến vừa có một cú đá trúng đích. Phương rồi đấy, ngay lúc này thì thi đấu đã khép lại. Chúng ta quay trở lại hiệp 3 của Văn Đến với võ sĩ Kazakhstan. Một trận đấu khá khó khăn cho Văn Đến cho đến thời điểm này. Liên tục là những cú phang ống chất lượng của Văn Đến. Và lần này sẽ có nhắc nhở về lỗi bắt chân dành cho võ sĩ đến Kazakhstan. Chất lượng từ Văn Đến, một cú đá rất chất lượng. Là những tình huống ra vào Văn Đến. Những cú phản ứng rất nặng đến từ các võ sĩ thi đấu ở cân nặng. Võ sĩ đến từ Kazakhstan và bây giờ có vẻ Văn Đến đã bị choáng và bây giờ là những sự dồn ép.
đến. 10 giây cuối cùng rồi. Giây cuối cùng của hiệp thi đấu cuối cùng. Bấm của bắn đến. Một cú đấm rất khó chịu đến từ Kazakhstan. Liên tục ở set Kazakhstan bắn đến. Bắn đến cũng không chịu bỏ cuộc. Kết lại, các thành viên của đội tuyển quốc gia Việt Nam đang rất vui mừng rồi. Có lẽ đây sẽ là một chiến thắng dành cho Văn Đến. Trận đấu rất hay.